Thế giới hiện đại càng ngày càng phát triển, đi đôi với sự phát sinh của những bất cập trong nhận thức đòi hỏi chúng ta cần có sự đổi mới trong suy nghĩ và hành vi. Trong đó, có bộ phận báo chí, truyền thông đại chúng góp phần không nhỏ cho việc định hình tư tưởng của khán giả đại chúng. Cho đến gần đây, một phong trào khác của người châu Á, Stop Asian Hate, lại một lần nữa sôi sục để chống đối sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc cực đoan đối với cộng đồng người gốc Á trên thế giới, cụ thể là tại Mỹ. Theo số liệu trích dẫn từ một bài viết trên tạp chí Times, tại New Zealand, 54% người gốc Trung Quốc bị phân biệt đối xử. Tổng số các cuộc tấn công vào dân gốc Á tăng 300% tại Anh. Tới 12% các cuộc tấn công vào người gốc Á ở Úc là các tình thế mang tính đe dọa bạo lực. Song hành theo đó, một chủ đề cũng đáng quan tâm chính là hình tượng người châu Á trên màn ảnh Hollywood. Sức ảnh hưởng từ các cơ quan ngôn luận có cả tích cực lẫn chiều hướng tiêu cực, nhưng đều đã và đang gây nên những hệ lụy to lớn cho cộng đồng nhập cư gốc Á nói riêng và cộng đồng châu Á nói chung. Thông qua bài viết được đăng tải trên website Spider Room, tác giả Min PO2 mong muốn đem lại cho công chúng những góc nhìn đa chiều, nhận định công bằng dựa theo năng lực hơn là sắc tộc, màu da. Lý thuyết áp dụng. Thành kiến, những hành vi sai lệch và xung đột trong tư tưởng, ý thức hệ. Thành kiến và những hành vi sai lệch nếu xuất hiện sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình đưa ra những kết luận chính xác. Những người đại diện hay là người của công chúng đều phải tránh những hành vi sai lệch gây tranh cãi, mà những hành vi này đều có thể gây ra những bất tuân và nghi ngờ tính chính trực của quyết định được đưa ra. Những định kiến và hành vi sai lệch về người châu Á trong mắt phương Tây phải bị loại bỏ hoàn toàn trong xã hội hiện đại và trong phương tiện truyền thông đại chúng, khi mà các diễn viên người châu Á thường bị ra các vai diễn ngốc nghếch, quá lố, là đối tượng tình dục hay đầy tớ. Những định kiến đầy tính xúc phạm và ấu trĩ này liên tục bủa vây và hạn chế cơ hội của người châu Á trên thị trường phim quốc tế. Báo cáo 2020 Hollywood Diversity Report về tính đa dạng tại Hollywood do Đại học California ở Los Angeles, UCLA thực hiện cho thấy 91% giám đốc điều hành tại các hãng phim lớn và cỡ trung là người da trắng, trong khi báo cáo hội nhập Annenberg Inclusion Initiative do Đại học South Carolina, USC thực hiện cho thấy chỉ có 3,3% đạo diễn của 1.300 bộ phim phổ thông nhất được phát hành từ năm 2007 cho đến 2019 là người không phải da trắng. Điều này bắt nguồn từ những xung đột trong tư tưởng, ý thức hệ mà những quyết định tuyển chọn nhân sự gốc Á cản trở bởi hàng loạt những định kiến và tiềm ẩn những thành kiến, thiên vị không chính trực lên cộng đồng người gốc Á. Trong lịch sử hình thành và phát triển, Hollywood không hề dễ dãi với các đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Á. Giờ lại lịch sử, sự quy chụp này có liên quan đến nữ diễn viên Anna May Wong, người đóng vai kẻ hung ác trong phim The Thief of Baghdad năm 1924 và bộ phim The Daughter of the Dragon năm 1931. Nhiều thập kỷ sau vai diễn của Wong, Hollywood vẫn không hề quan tâm đến việc rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sai lầm cũ khi mà phân biệt chủng tộc bởi phương tiện truyền thông ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng và ý thức hệ của người dân. Người châu Á được khắc họa như những con mọt sách, ù lì, chỉ giỏi tính toán, tệ ở khoản giao tiếp. Phụ nữ thì thường bị xem là quá nữ tính, nhu nhược hoặc kỳ lạ, không mạnh mẽ như phụ nữ phương Tây. Đàn ông thì được xem là kém hấp dẫn, nhân vật làm nền và không xứng đáng có một mối quan hệ hoàn chỉnh và sự phát triển đầy đủ về mặt tính cách. Hay nhiều hơn nữa là những định kiến như người Nhật Bản cứng nhắc, người Trung Quốc giỏi võ hoặc dân Mông Cổ man dợ hiếu chiến. Những định kiến này có thể đến từ một phần văn hóa, nhưng nó mang nhiều hơn tính quy chụp và điều này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, gây phẫn nộ cho những người diễn viên Mỹ gốc Á nói chung khi mà khả năng được tuyển chọn đã ít. Tệ hơn là khi họ góp mặt trên phim thì lại là nhân vật châu Á ngu ngơ, đầy những khuôn mẫu để chọc cười cho khán giả. Chủ nghĩa vị kỷ. Chủ nghĩa vị kỷ cho rằng những hành vi đặt mục tiêu cho bản thân hoặc lợi ích cho bản thân lên hàng đầu là động cơ cho thành công. Khi nói về điện ảnh Hollywood, chúng ta thường được biết đến sự thống trị màn ảnh của họ với hàng loạt bom tấn liên tục nổ ra trên thị trường điện ảnh quốc tế. Xứ Hollywood hoa lệ là nơi mọi điều đều có khả năng trở thành hiện thực. Từ những câu chuyện của người đẹp đem lòng yêu quái vật cho đến những cuộc phiêu lưu lên vũ trụ xa xôi, hay thậm chí là những biệt đội siêu anh hùng đại diện cho cái tốt, cái chính nghĩa ngày đêm giải cứu thế giới. Chỉ cần có người dám tưởng tượng, Hollywood sẵn sàng biến những suy nghĩ ấy thành hiện thực. Ấy vậy mà, vẫn còn nhiều điều khiến nhiều người đau đáu.
sự hiện diện quá ít ỏi của người châu Á trên thị trường điện ảnh tầm cỡ nhất thế giới là do thiếu đi diễn viên đủ tài năng hay những câu chuyện liên quan tới châu lục lớn nhất thế giới lại không đủ hấp dẫn. Theo trang báo Time, một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù người Mỹ gốc Á chiếm tới 5,4% tổng dân số tại nước này, số nhân vật chính người châu Á trong các bộ phim chỉ chiếm tới 1,4% vào năm 2014. Vào năm 2018, một báo cáo cho hay chỉ có 12% những vị trí sản xuất phim được đảm nhiệm bởi người châu Á. Ở Hollywood, thật khó khi muốn nói về sự công bằng. Những vai diễn về nhân vật gốc Á đã hiếm, đôi khi chúng còn chẳng được người châu Á thể hiện. Bộ phim nổi tiếng Breakfast at Tiffany's có nhân vật Junior Shi, người Nhật, được thủ vai bởi Mickey Rooney, người Mỹ, da trắng phau phau. Gây xôn xao gần đây nhất, chúng ta có nữ diễn viên tài năng Tilda Winston đóng vai thượng giả tôn ẩn, một nhân vật đáng lẽ ra là có gốc Tây Tạng trong Doctor Strange. Yellowface là một cụm từ để chỉ những trường hợp trên, khi diễn viên da trắng thể hiện một nhân vật da vàng hay là whitewashing, khi diễn viên da trắng vào vai một nhân vật mà đáng lẽ ra phải là một người da màu. Giáo sư xã hội học Nancy Wang Yuen tại Đại học Biola cho hay, họ thường làm mắt hippie bằng đồ hóa trang, họ làm thế để biến nhân vật thành trò cười, biến người Trung Quốc hay người châu Á trông gian xảo, hài hước nhất có thể. Cách thể hiện ấy tạo ra những hình mẫu dập khuôn đang tồn tại rộng rãi trong xã hội. Câu chuyện người châu Á bị xuất hiện một cách dập khuôn trong các bộ phim Mỹ không còn là điều gì đó mới mẻ. Hình ảnh người châu Á theo khuôn mẫu được khán giả Mỹ nói riêng và đại chúng nói chung chấp nhận rộng rãi. Các nhà làm phim tập trung vào tệp khách hàng này, một tệp khách hàng đơn giản và tràn đầy vị kỷ khi họ muốn thấy những điều bản thân họ cho là đúng được xác nhận. Và họ không phải hiểu biết sâu hơn về văn hóa quốc gia khác, họ chỉ cần đi theo những sự quy chụp và khuôn mẫu như trên. Khán giả đại chúng nói chung, họ chấp nhận những gì dễ tiêu hóa, dễ xử lý mà quên mất rằng họ có thể đi theo lối mòn thiên kiến nhận thức hay thậm chí bị dắt mũi bởi những gì mà phim ảnh khắc họa. Chủ nghĩa trách nhiệm. Chủ nghĩa trách nhiệm cho rằng mỗi người đều có ảnh hưởng đến nhau, do đó mỗi hành vi được cân nhắc với trách nhiệm cho cả những người xung quanh. Một vài năm trở lại đây, cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng sắc tộc trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Những bộ phim như Get Out hay Black Panther chính là những thành tựu to lớn, chân thật về hình ảnh người gốc Phi trên truyền thông đại chúng. Và điều tương tự cũng diễn ra với người gốc Á. Đầu năm 2020, Chloe Zhao trở thành người phụ nữ gốc Á đạt giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất. Hay giải Oscar thuộc về Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho với giải phim xuất sắc nhất đầu tiên trong lịch sử được trao cho một bộ phim không sử dụng tiếng Anh. Điều này dần mở ra cánh cổng mới cho các ngôi sao người châu Á tại Hollywood. Ở lĩnh vực phim truyền hình, chúng ta có hàng loạt phim châu Á hoặc diễn viên chính gốc Á thống trị Netflix với những phim như Kim's Convenience từ năm 2016 cho đến 2021, Never Have I Ever năm 2020 cho tới nay, The Half of It năm 2020. Và đặc biệt là bom tấn 2018, Crazy Rich Asians đã đập tan những định kiến giới thiệu hình ảnh người gốc Á thành công, độc lập, tư duy mới và góp phần khẳng định rằng thị trường khán giả châu Á rất đông đảo. Khán giả Việt từng phồng mũi khi thấy Ngô Thanh Vân trong những phút mở đầu của Star Wars, hay mới gần đây nhất là khi chị trở thành người bạn đồng hành của nữ minh tinh Charlize Theron trong bộ phim The Old Guard của Netflix. Mary Kelly Trần, cô gái gốc Việt xuất hiện trong loạt phim Star Wars mặc dù là nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc của fan quốc tế, cũng hiên ngang đứng thẳng và tự hào vì đã góp phần cho sự thay đổi, trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ Star Wars. Nỗ lực vươn ra biển lớn của các nghệ sĩ không chỉ là để phục vụ mục đích cá nhân, những cánh cửa, những rào cản họ đang chật vật mở ra sẽ giúp sức cho biết bao thế hệ về sau đi tiếp để tranh đấu, để lại dấu ấn cho người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung tại sân chơi quốc tế. Bởi lẽ, sẽ không có thành công thay đổi đáng giá nào xảy ra nếu không có sự kiên trì đấu tranh và dai dẳng của chúng ta. Chính tư duy trách nhiệm với nghề, trách nhiệm với hình ảnh của dân tộc và sự phấn đấu không ngừng nghỉ của họ sẽ góp phần không nhỏ xóa đi rào cản tưởng như bất khuất giữa tài năng châu Á và điện ảnh thế giới. Những thay đổi tích cực của điện ảnh và truyền thông đã tác động thế nào đến hình ảnh người châu Á thế kỷ 21? Mặc dù vấn đề về văn hóa và định kiến trong ngôn luận truyền thông không phải là chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng thông qua điện ảnh, chúng ta đã thấy có sự thay đổi tích cực như thế nào đó trong cách truyền thông, ngôn luận và điện ảnh khắc họa hình ảnh người châu Á. Từ phim ảnh, đại chúng đã đón nhận những bộ phim của châu Á một cách tích cực hơn.
Trước đây sẽ có những vấn đề phân biệt chủng tộc như có một số người phương Tây không thích diễn viên châu Á tham gia vào phim của họ do rào cản về ngoại ngữ, không đủ khả năng đóng những phim tầm cỡ. Nhưng giờ đây, điện ảnh châu Á đã phát triển vượt bậc, khả năng ngoại ngữ được cải thiện. Sự xuất hiện rộng rãi của các diễn viên trên phương tiện truyền thông đã khiến đại chúng dễ dàng chấp nhận hơn hình ảnh mới về người châu Á hiện đại và văn minh. Những xung đột đạo đức trong việc khắc họa hình ảnh về sắc tộc, tôn giáo, giới tính nói chung và vấn đề được đề cập nói riêng cần có những con người có trách nhiệm và có sự cam kết nhất định với đạo đức nghề nghiệp của bản thân. Họ cần có trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh con người một cách công bằng và bình đẳng nhất có thể. Đồng ý rằng chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng hy vọng rằng những hình ảnh phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo và sặc mùi vị chủng tộc sẽ không còn xuất hiện trên truyền thông đại chúng một cách vô ý tứ và thiếu trách nhiệm như điện ảnh đã từng. Tuy kỹ xảo hay trình độ phát triển điện ảnh của châu Á vẫn còn tụt hậu so với Hollywood, họ vẫn đang tiến bộ và cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày, cải thiện cả về lối diễn xuất, nhập vai, kịch bản. Mỗi châu lục đều có những chất riêng và mang lại giá trị khác nhau. Chúng như những mảnh ghép phải đầy đủ thì mới tạo ra một bức tranh hoàn hảo. Mỗi người nghệ sĩ, dù ở quốc gia nào, châu lục nào, màu da nào, cũng đều nhắm tới mục đích mang lại giá trị đến cho khán giả của mình. Cần dẹp bỏ những rào cản về sắc tộc, văn hóa để hướng tới một xã hội công bằng, văn minh và tốt đẹp. Và đó là những phân tích của tác giả về sự ảnh hưởng của truyền thông đại chúng thông qua hình tượng người châu Á trên phim ảnh. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ cho Spider Room một like, một subscribe và đón nhận thêm nhiều nội dung mới thú vị trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!